Hưng xin kính gửi lời chào quý tất cả quý khán giả khắp nơi Sài Gòn ạ. Một ngày nữa lại bắt đầu, Hưng xin kính chúc tất cả quý khán giả thân thương cùng với gia đình và người thân một ngày mới rất là tràn đầy năng lượng tích cực ha, sức khỏe, vạn sự như ý và mọi điều may mắn tốt lành nhất, mua may bán đắt ạ. Thì tiếp tục câu chuyện vẫn là lan tỏa yêu thương idol ca sĩ Hồ Văn Cường. Hôm nay thì chỉ còn mấy ngày nữa là tới show Đà Lạt rồi cả nhà ha, 8 tháng 6 thì hôm nay cũng bốn tay ở Việt Nam rồi, còn mấy ngày nữa là tới show, mọi người cũng rất là nôn nao chờ đón một cái nhiều cái sự kiện ha. Và trong lúc chờ đợi thì mình mỗi ngày mình đều mong muốn, Hương cũng mong muốn là mỗi ngày đều có những cái tin vui về thông tin về idol của chúng ta, ca sĩ Hồ Văn Cường, ngôi sao ca nhạc trẻ ha, có nhiều tin vui. Thì như cả nhà cũng biết thì con Cường hợp tác với và cái nhiều cái sự thành công ha, nhiều MV lọt vào cái top trending cao nhất rồi, nhiều cái bài hát triệu view nhất và bầu show thì cũng liên đắt, rất là đắt show ha, cũng rất là hot. Bầu show thì tiếp tục book Hồ Văn Cường ha, các phòng trà thì đó là những cái tin vui. Nói tiếp tin vui thì trong cái những thành công và cái rực rỡ tỏa sáng của con thì mình cũng phải kể đến cái công lao mà to lớn nhất vẫn là cái người nâng đỡ từ những ngày đầu tiên, chú Thị rồi bác Ba Ngọc Sơn ha, và những thầy cô giáo chung quanh Cường, những cô giáo thầy cô giáo dạy về âm nhạc, cô Tú Quyên rồi thầy Trí rồi cô giáo Oanh rồi tất cả những và đặc biệt là những khán giả ha, đại gia đình, những chiến binh thầm lặng xanh độc chuối luôn luôn yêu thương và đồng hành cùng ủng hộ với con. Hương qua đây thì trên cái live thì Hương cũng xin gửi lời trân quý và biết ơn rất rất là nhiều và kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến tất cả ha, những ân nhân và những cái tình yêu to lớn từ những cái nơi khác nhau, cùng chung nhịp đập yêu thương, cùng một tình yêu âm nhạc, cùng một cái tình yêu idol và cùng yêu cái đẹp ha, cái giọng hát đẹp, cái lời ca, cái tiếng hát, âm nhạc, nghệ thuật, cuộc sống, làm đẹp cho đời, làm đẹp nâng cao cái bước giải giải trí và nâng cao cái cho cái tâm hồn nó nhẹ nhàng thư thả ha, và bay 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 bổng để chúng ta có cái động lực và điều kiện bước vào cái cuộc sống công việc hàng ngày bươn chải nó tốt hơn. Thì người có công cũng rất là phải nói đến là bác Ba Ngọc Sơn, rồi tiếp đó là những nhạc sĩ, ca nhạc sĩ đã là ủng hộ và là đã viết bài ha, đã làm những MV sáng tác cho Cường. Thì trong đó bác Ba Ngọc Sơn người đầu tiên, rồi nhạc sĩ Sơn Hà, rồi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, rồi hôm nay lại nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nữa ha, và kết hợp với nhiều ngôi sao ca dạng nhạc rất là những cái tiền bối đầu tiên là bà Hương Lan, rồi rồi Quang Lê nè, rồi tất cả những ca sĩ khách mời, Nguyễn Kiều Oanh, rồi Phương Ý và nhiều nhiều người nữa ha, và vẫn hát chung và động viên với Cường, và hôm nay chúng ta đang chờ đợi sự kết hợp song ca một ngôi sao ca nhạc trẻ đã nổi đình nổi đám và rất là nổi tiếng ha, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một cái giọng hát rất là hay nha, Hương cũng rất là thích nha, Hương cũng rất là thích, không có mình không có idol nhưng mà hát hay thì mình khen hay và mình mong chờ xong đó. Và trong cái show thành công, cái show mà ngày 30 tháng 4 gì yêu dân tộc Việt Nam, chủ đề dân tộc Việt Nam, thì con Cường cũng có những cái đêm nhạc hát bài chung với bác Ba Ngọc Sơn, Lòng Mẹ, rồi yêu dân tộc Việt Nam, rồi Trăng Hờn Tuổi, những cái bài mà rất rất là hay. Thì trong tương lai thì nhạc sĩ Ngọc Sơn và Sơn Hạ thì hôm nay có cái tin mới nữa nghe cả nhà, tin mới là nhạc sĩ Sơn Hạ sẽ viết bài cho bác Ba Ngọc Sơn, nói về cái tình mẫu tử trong cái tháng 5 này, ngày lễ mẹ thì qua rồi hết, vào tháng 6 tình mẫu tử, chỉ cần có mẹ thôi,
thì chỉ cần có mẹ thôi để cho viết bài mà nghe là chia sẻ của bác Ba Ngọc Sơn ha, là hai hai bác Ba Ngọc Sơn và con Cường sẽ hát chung với nhau. Thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ trên cái của anh Sơn Hạ ha, của Sơn Hạ chứ không phải của Hương Sơn Hạ, nhạc sĩ Sơn Hạ, trên cái YouTube của nhạc sĩ Sơn Hạ. Thì Hương sẽ chào Tổng thanh mọi nhỏ người bé xem. xin kính chào đại gia đình. À, kế bên là một tấm thân nhỏ bé nữa, đó là ca nhạc sĩ Sơn Hà. Hồi đã đi với mình là Đào Dị Hương Loan ha. Ngoan hiền dễ sợ, thương thì dễ sợ. Rồi hôm nay Ngọc Sơn đến đây để thăm cái cơ sở vật chất. Cái nhà thi đó, đây là phòng thu của Sơn Hà. À, một phòng thu rất là hay về bolero. Tại vì những cái chương trình của Ngọc Sơn hát ở live show đó, rất nhiều track và rất nhiều cái bộ phận kỹ thuật mà thu live lại về đây cũng mix lại cho bên Sơn Hà. Ngoại trừ những bài remix của mình là những bài thu phòng thu Ngọc Sơn có phòng thu riêng, là có cái kinh nghiệm về những cái gì đó rất hay về studio mình cũng nắm hết. Và mình qua đây mình thấy rằng cả nhà thấy đó, như anh mới dặn là một điều là những cái mix của nhạc bolero bên phòng thu em làm rất là mềm, rất là hay và thật sự anh rất là quý. Ví dụ thứ ba nữa là chuẩn bị con trai Hồ Văn Cường, chuẩn bị hai bác cháu xong ca bài hát gì đấy em giới thiệu mọi người đi. Ngọc Sơn ấy là sẽ qua đây thu nha. Ok Cường. À, đầu tiên em xin cảm ơn anh đã đến đây thăm tụi em và đã làm những cái chương trình của anh đến với phòng thu của em cảm ơn. Gửi em gửi trao duyên cho em làm những chương trình về live là ngoài ngoài trời đó, live show bên em mix lại rất là thật chân thật và hay. Và Ngọc Sơn chỉ cần sự chân thật trong sạch của âm thanh, còn giọng mình thì là như sức. À rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Và sẵn đây thì Sơn Hà cũng xin nói về là sắp tới thì cũng rất là may mắn khi anh Sơn đã nhận lời với một ca khúc mới mà Sơn Hà viết về tình mẫu tử, đó là ca khúc Chỉ Cần Có Mẹ Thôi. Đây là một ca khúc rất là cảm động, hy vọng là anh sẽ song ca với con Hồ Văn Cường nhé. Rao bài hai bác cháu song ca với đúng cái hay nhất là những thương hiệu của em để dành tình cảm với Hồ Văn Cường rất là nhiều. Và đại gia đình sẽ được Chúa trời ở thương lắm em ơi, anh thương thương là ruột thịt trong máu mình luôn á, thương lắm. Cái màu áo xanh đục chuối về rất nhiều màu áo rất là đẹp, thiên thanh rất là đẹp. Nhưng mà phải nói những cô chú anh chị các bạn và YouTuber, những người trên mạng nữa, Facebooker, rồi những tất cả những nhà truyền thông mà yêu thương con Hồ Văn Cường đó, sống rất là tình cảm và mình rất là thương nha. Còn trong cuộc sống thì còn có nhiều ý kiến này kia kia mà ai mình cũng vui hết, ai nói với mình là tất nhiên là mình cũng yêu thương, mở lòng trải lòng yêu thương nhau hết. Và một lần nữa thì cả nhà ơi, nghe nói mùa mưa tới này nè, làm ăn ế lắm phải không? Thương lắm, thương lắm, thương lắm, thương lắm. Cả nhà lên đây thu băng nghe cái đó là đi hát đúng không? Show hát ca sĩ nào cũng ngồi than thở hết, cái thương quá trời thương luôn. Hương ơi vô đây. Đây, vô đây, vô đây. Trời thương ơi, thiệt luôn, thương thiệt luôn, rất là hay, bác giỏi, ba hương với ngoan, nhạc rất sĩ là Sơn hay, rất Hào hay quá. nghe. Chúc đại gia đình mọi điều tốt đẹp nhất nghe. Lúc nào Ngọc Sơn cũng thương lắm, thương lắm. Và cái thương đầu tiên của mình đó là những anh chị em nghệ sĩ nữa, và sau đó những tình đồng nghiệp, rồi đến đại gia đình nữa, những người yêu thương cho mấy chục năm nay, với tình cảm đó là vô giá, vô giá. Ba tấm thân nhỏ bé sẽ cố gắng hết sức mình để đền đáp tình yêu của đại gia đình. Kính chúc mọi điều tốt đẹp nhất. Đó thì sự chia sẻ của bác ba ha, mình không chờ cái tin vui ha, em hát bài về mẹ. Bác ba là người con có rất là hiếu ha, trong cái hiếu đạo rất là vẹn toàn nhất của bác ba, có tài có đức và đặc biệt là ơn nghĩa sinh thành là trên hết đối với bác ba. Và những học trò của bác ba cũng được dạy dỗ và hướng theo một cái tích cực ha, những cái tốt đẹp nhất, những cái bản chất nhân văn ý nghĩa và truyền thống của người Việt Nam, yêu dân tộc Việt Nam, yêu đất nước và đặc biệt là kính trọng chữ hiếu về cha mẹ là trên hết hết. Cả nhà tâm nào cái gì cũng vậy ha, tâm thiện lương thì cha mẹ là trên hết. Thì con Cường hát về những bài mẹ rất là hay nha, rất là hay, bởi tiếng hát từ trái tim, cái tiếng lòng của con người là người sống có rất tình cảm, có rất là hiếu, thì và lại được những thầy cô hướng cho đến một cái điều tốt đẹp nhất ha, luôn luôn nâng đỡ. Và giọng ca của con ngày càng trưởng thành trầm ấm và êm đềm ngọt ngào nhất, và đặc biệt là những bài mẹ như bài Mẹ Tôi, Cổng Mẹ. Nhạc sĩ Sơn Hạ cũng viết cho Cường nhiều bài mẹ, Cổng Mẹ nè,
một cái MV rất thành công và vào top 3 trong cái âm nhạc thịnh hành rất là nhiều ha. Nhạc sĩ Sơn Hà sáng tác bài Mẹ của rất là hay luôn ha. Tình lòng mẹ tình cha của nhạc sĩ Ngọc Sơn, thì con Cường bài Mẹ tôi của nhạc sĩ Minh Vi, và Bông hồng cài áo và Đèn phia của nhạc sĩ Lam Phương. Thì tất cả những cái bài hát con Cường đó, những về bài về mẹ rất là hay, thì mình mong chờ cái tin vui và cái show bài hát mới của nhạc sĩ Sơn Hạ viết ha. Nhạc sĩ Sơn Hạ viết là Bài nào mình khỏi nói rồi, lời bài rất là hay, dạt dào cảm xúc. Về cha, về mẹ là hay nhất. Rồi về những cái dân ca Nam Bộ ha. Nam Bộ giống như là MV Người ơi đừng bỏ quê vậy đó. Một cái MV rất là thành công. Đến bây giờ nghe nó vẫn còn cái cảm giác rất là xúc động. Và nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ nhiều lắm. Cảm ơn nhạc sĩ Sơn Hạ ha. Và bác Ba Ngọc Sơn và con Cường kính chúc có sự hợp tác thành công và gặt nhiều thắng lợi mới. Cả nhà đang hóng chờ. Đó, và lại tiếp tục nói về hôm qua thì nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy trên cái YouTube cũng có con Cường thì chuẩn bị cho cái show tất bật tập hát, ca hát cho cái show ngày 8 tháng 6 Lulu Lola Đà Lạt. Thì chia sẻ của chú Đàm Vĩnh Hưng và chia sẻ của con Cường, thì nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cũng có chia lên YouTube con Cường nhận xét cái cảm xúc, chia sẻ cái cảm xúc như thế nào về về khi được hát đứng chung với nhạc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Na Đàm Vĩnh Hưng thì mình cũng và cũng có lời nhắn nhủ với cả nhà khán giả thân yêu đi nhiều nhiều ủng hộ cho show của con ha. Thì một cái show đang rất là nhiều điều tuyệt vời đang hứa hẹn và chờ đón của chúng ta đến. Thì Hưng đẩy Hưng search vào cái trang cái nhạc sĩ YouTube của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy để mình nghe ha, để mình nghe cái chia sẻ của con Cường. Nó lâu quá gì ta. Cả nhà đợi chút xíu ha, nó lâu quá gì ta. Bây giờ mình vô nhóm trước đi ha, nhóm yêu thương ủng hộ nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, những cái sản phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Sao nó chạy mà lâu quá. Thiệt tình luôn. Nhà nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Nhóm yêu thương nhạc sĩ Nguyễn Nhất, nhóm yêu thương những cái sản phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Đó thì bây giờ ha, có rất là nhiều nè Nguyễn Nhất Huy, thì có rất là nhiều. Sao trên này nó chạy không có vô luôn trời. Chậm quá.
Ai. Thì tiếp tục Hương nói về cái video chia sẻ là Hồ Văn Cường lần đầu tâm sự cảm xúc khi song ca với chú Đàm Vĩnh Hưng ha. Thì Hương cho cả nhà chia sẻ của con Cường ha. Để và cái ban nhạc đó tập với lại em Hồ Văn Cường. Vì lần đầu tiên là hát với Hồ Văn Cường cho nên là nó có nhiều cái sự cũng lo chứ. Tại một giọng ca nhí tài năng như vậy với cái giọng nhạc nó rất đặc biệt cho em ấy nữa thì mình cũng hơi hồi hộp. Thật ra thì con cũng theo đuổi cái dòng nhạc dân ca bolero nhưng mà bản thân con thì vẫn còn rất là nhiều cái thiếu sót cho nên là khi mà Chính Hưng nói như vậy thì con cảm thấy rất là áp lực. Bởi vì dường như đây cũng là lần đầu tiên mà con được song ca. Không phải chú mà nãy chú Hưng dẫn chú về, chú nói là hát nhà Đà Lạt này hát song ca với Cường đó là Đà Lạt Hoàng Hôn. Tâm trạng của chú Hưng là hơi bối rối á, còn Cường sao nè? Dạ, cái người bối rối phải là con chứ. Mà chú Hưng nói chú Hưng bối rối nữa chứ. Thì cũng là cái dịp đầu tiên hai chú cháu kết hợp cùng với nhau. Con hy vọng là những cái tiết mục đó sẽ được khán giả yêu thích và đón nhận. Nhưng mà con nghĩ con với chú Đàm Vĩnh Hưng hát hợp là gì con nói luôn đi. Chú Hưng là chịu con hết luôn á. Chú Đàm Vĩnh Hưng á là nói là tôi thích mà về chú chịu con chọn đi. Con được biết thì chú Hưng thuộc rất là nhiều ca khúc bolero. Đúng rồi. Còn con thì chỉ mới tập tành đây thôi cho nên là cũng số lượng bài hát nó cũng còn khá là hạn chế. Nhưng mà khi mà mình hát ở Đà Lạt thì mình phải có một cái bài hát gì dành tặng cho người Đà Lạt đúng không? Đúng, Đà Lạt Hoàng Hôn. Đó. Phút cuối, Đà Lạt Hoàng Hôn, phút cuối. Dạ thôi, trước hết mình hai bài trước đi chú. Hai bài trước đi. Rồi, không có nhắn gửi gì khán giả không nè? Dạ thì đây là lần kết hợp của chú Huy, chú Hưng, chú Lâm Hùng, là con và chú Sơn Hạ nữa. Thì hy vọng là tất cả cô chú anh chị quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho cái chương trình lần này. Đến lần đầu đúng không? Phủ xanh đọt chuối hết cũng Đà Lạt ha. Đó thì cả nhà. Thì đó là một đoạn ngắn ha, nghe ha cả nhà, thì chia sẻ của con Cường và cái cảm xúc chia sẻ cái cảm xúc song ca với chú Đàm Vĩnh Hưng. Thì chú Cường chú Đàm Vĩnh Hưng cứ nghe mấy Cường nói không thì con rất là khiêm tốn ha. Con áp lực còn chú Đàm Vĩnh Hưng thì chú bối rối ha, cô chú bối rối, còn con Cường thì con rất là khiêm tốn ha. Thì mong hóng chờ hai cái màn trình diễn rất là tuyệt vời hay của chú cháu. Cả nhà nhớ đặt vé đi show đông đông càng nhiều cho vui ha. Thì chia sẻ rất là hay và mình hóng chờ sự kết hợp của hai chú cháu này. Và nói về tình hình vé thì vẫn booking là lululula booking.lululula.đó cả nhà ha. Thì Hương trên đây Hương tổng kết cái vé nè. Hoàng Hôn thì 1.900.000 nó còn 3 vé, hôm qua là còn 8 vé. Chiều Tà thì 1.751.000 vé và Trọn Vẹn thì 120 vé, thì bán được 6 vé với 5 vé 11 vé, và Chập Chọn thì 247 vé. Thì hôm qua 249 lượt 2 vé, là hôm qua giờ bán 13 vé cả nhà, tổng cộng còn 421 vé trên sơ đồ ha. Thì cả nhà nhớ nhanh chóng đặt vé đi show càng đông càng nhiều cho càng vui nha cả nhà. Trời ơi, Hương sắp đến giờ đi làm, cố gắng làm hoàn thành cái video, nó có rất là bận, hôm nay lại phải đi làm sớm cho nên phải cả nhà ha, nhớ đặt chiếc vé đó, 421 vé, chỉ trong mấy ngày nữa thôi, cả nhà nhanh tranh thủ ha, liên lạc với tất cả các youtuber hoặc booking vé hoặc là trên cái số điện thoại poster
hoặc là em Hồng Phước Đặng ha, sẽ có chiếc vé, và cả nhà không ấy thì đi thẳng đến show vẫn có vé để phục vụ ha. Cái show này rất là tuyệt vời, Hương không có về được, ước gì một cái đêm nhạc sẽ rất là nhiều hay, bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy hát sáng tác cho Cường bài nào cũng hay hết. Và hôm nay Hương cũng có chia sẻ thưa cái một cái bài mà này nè, bài thương nhớ người dân. Hương cũng để cho cả nhà nghe ha, một ngắn rất là hay luôn và rất là cái đây là cái poster nè, cái poster có cái Lâm Hùng Sơ Cảnh Sơn Hạ nha. Đó, cả nhà hay không, rất là hay ha, bài hát rất là hay. Và trên hôm qua thì Hồ Văn Cường tập ca khúc mới cũng được lên trên cái tờ báo được nhiều người yêu thích nhất, của nổi tiếng phổ biến nhất là vietnamexpress.net, là Hồ Văn Cường tập ca khúc mới. Và con Cường cũng chia sẻ cái bài này, cái tờ báo này trên cái trang fanpage của Hồ Văn Cường ha, chút xíu nữa Hương sẽ đưa nha. Hồ Văn Cường tập Thương Nhớ Người Dân 2, ca khúc mới của Nguyễn Nhất Huy cho show 50 năm vẫn nợ cuộc đời ở Đà Lạt. Trong buổi tập nhạc ngày 3 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Nhất Huy giúp Hồ Văn Cường luyện giọng, thể hiện đúng tinh thần anh muốn truyền tải trong nhạc phẩm. Theo nhạc sĩ, cách hát của quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 chưa tròn trịa nhưng có sự tự nhiên, cảm xúc. Trước đây Cẩm Ly là người hát những bài dân ca của tôi thành công, lần này tôi thử nghiệm với giọng hát Hồ Văn Cường và thấy mình đã chọn đúng, Nguyễn Nhất Huy nói. Và đã chọn đúng rồi nha cả nhà, là Nguyễn Nhất Huy nói đây ha. Ngoài nhạc phẩm mới, ca sĩ dự định trình diễn thêm các bài dân ca khác của Nguyễn Nhất Huy như Mây Chiều, Còn Mãi Lời Ru. Hồ Văn Cường lần đầu kết hợp Đàm Vĩnh Hưng một ca khúc chưa được tiết lộ. Hồ Văn Cường tập ca khúc mới Mây Chiều, Nguyễn Nhất Huy. Ca sĩ cho biết để trao đổi giọng hát, anh theo học thanh nhạc cùng thầy Trí, nhóm bè Cadillac khoảng 1-2 buổi trong tuần. Hiện anh vừa đi học vừa nhận show hát lo cho gia đình giọng ca gốc Tiền Vang đang sống cùng bố mẹ trong căn hộ thuê tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thù lao đi hát được anh chia hai phần, một phần trang trải cho cuộc sống, còn lại tiết kiệm để mua nhà. Mong ước của ca sĩ là có chỗ ở ổn định để yên tâm làm nghề. Đàm Vĩnh Hưng bận rộn lịch trình nên không sắp xếp được thời gian tập tiết mục cùng Hồ Văn Cường, cả hai sẽ ráp với ban nhạc trong buổi tổng diễn trước đêm diễn. Trong phần solo, ca sĩ đề xuất Nguyễn Nhất Huy viết lại giai điệu bài hát Đêm Cô Đơn từng được Cẩm Ly đang trường thể hiện thành công. Đàm Vĩnh Hưng nói không cover mà trình diễn sáng tác nổi tiếng này theo phong cách của riêng anh ha, một cái phong cách rất là riêng anh. Đàm Vĩnh Hưng tập ca Đêm Cô Đơn, show Nguyễn Nhất Huy 50 năm vẫn nợ cuộc đời vào ngày 8 tháng 6, còn có sự góp giọng của Lâm Hùng và Sơn Hạ. Các ca sĩ sẽ thể hiện khoảng 20 ca khúc như Tình Mẹ, Nghĩ Về Cha, Còn Mãi Lời Ru, Mãi Là Niềm Đau, Hát Cho Một Dòng Sông. Nhiều bài hay quá, rất là tuyệt vời luôn. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tập nhạc đây cả nhà, hình ảnh trên đó. Rồi Hồ Văn Cường gây chú ý khi tham gia Vietnam Idol Kids năm 2016. Sau khi đoạt quán quân, ca sĩ rời quê nhà ở Tiền Vang lên thành phố sinh sống. Với sự hướng dẫn của ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca trữ tình album Về Miền Tây ra mắt năm 2017, gây tiếng vang với các nhạc phẩm Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, Xa Mưa Dông của nhạc sĩ Bắc Sơn, Anh Ba Khía, Sơn Hạ. Sau khi Phi Nhung qua đời trong đại dịch năm 2021, Hồ Văn Cường nghỉ hát một thời gian rồi trở lại với vai trò ca sĩ độc lập ha. Thì chia sẻ của cái tờ báo với những cái tình khúc, với những cái nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, và cho biết là hiện con Cường đang rất tất bật lo cho vừa lo gia đình ha, vừa lo cuộc sống, vừa chạy show kiếm tiền ha. Thì đó là những cái thông tin, những cái chia sẻ về tập nhạc mới cùng nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy và chú Lâm Hùng ha. Đó là mình hóng chờ với nhiều bài hát mới, và cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã rất là chu đáo chuẩn bị cho cái khâu tổ chức cũng như tất cả các ca sĩ ha, một cái show sẽ hoành tráng và tuyệt vời nhất.
mà chưa từng có, và đặc biệt là rất ưu ái cho yêu thương và nâng đỡ giúp đỡ idol của chúng ta, ca sĩ Hồ Văn Cường. Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy rất nhiều, nhà cả nhà nhớ ủng hộ ha, để cho nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy có cái động lực cống hiến thêm cho đời, cho 50 năm vẫn nợ cuộc đời ha, nhiều bài hát hay để truyền lại ha, để tiệc phẩm để đời, và hướng tới cho cái show năm live show vào tháng 2 năm 2025 ha. Thì đây mới là đó, Hồ Văn Cường tập ca khúc mới trong tờ báo Việt Nam, rồi một tờ báo VTV.vn, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy hát cùng Hồ Văn Cường, thì Hương cũng mở cái này luôn ha, VTV.vn, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy hát cùng Hồ Văn Cường. Ca khúc nổi tiếng Người Thầy sẽ được làm mới trong chương trình ca nhạc 8 tháng 6 sắp tới. Nhân dịp ca khúc Người Thầy được đưa vào sách âm nhạc 11 bộ kết nối tri thức với cuộc sống, nhà xuất bản giáo dục, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy sẽ ra mắt sản phẩm phiên bản mới do ca sĩ Hồ Văn Cường thể hiện. Nhạc sĩ cho biết bài hát Người Thầy do anh viết năm 2000, dành tặng cho người đã dìu dắt mình bước vào con đường âm nhạc là nhạc sĩ Trí Thanh, tác giả Người Con Gái, Paco, Cây Trong Tre, Tặng Em Một Khúc Quân Hành, Chiều Hậu Giang. Từ khi ra đời đến nay, ca khúc này cùng giọng ca Cẩm Ly đã trở thành tác phẩm quen thuộc của các thế hệ học sinh sinh viên mỗi dịp, đặc biệt trong năm học. Lần đầu tiên ca khúc xuất hiện trong sách giáo khoa và được dạy trong chương trình chính khóa, nên Nguyễn Nhất Huy rất vui vì thông điệp mình đã gửi gắm được đã lan tỏa. Trong chương trình ca nhạc Người Thầy sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6 tại Đà Lạt, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy tin tưởng gửi gắm ca khúc này cho Hồ Văn Cường và chuyển tải thông điệp đến thế hệ Gen Z. Nguyễn Nhất Huy cho biết trong lúc đang muốn tìm một gương mặt mới cho những sáng tác của mình, anh tình cờ phát hiện Hồ Văn Cường đã hát khoảng 4 năm bài và được giới trẻ yêu thích như Người Thầy, Thương Nhớ Người Dân, Còn Mãi Lời Ru, Ngoại Dáng, Đứng Dáng Lưng Công. Cha đẻ của các ca khúc này khá bất ngờ vì cách xử lý nhạc khác với phiên bản Cẩm Ly năm xưa trong lòng anh và nhiều thế hệ khán giả. Do đó anh quyết định mời Hồ Văn Cường thực hiện các thử thách mới trong chương trình này. Chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ khác, trong đó ba giọng ca chuyên trị nhạc là Nam Bộ là Lâm Hùng, Sơn Hạ, Anh Ba Khía. Hồ Văn Cường sẽ gọi nhắc lại cho khán giả những sẽ gợi nhắc lại cho khán giả những ca khúc mang âm hưởng dân ca, và cũng là thế mạnh của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, như Ngoại Đứng Dáng Lưng Công, Còn Mãi Lời Ru, Người Đã Sang Sông, Cuốc Kêu Bên Trời. Chương trình ca nhạc Người Thầy mở màn cho chuỗi các chương trình kéo dài từ nay đến năm 2025 để anh thực hiện đêm nhạc đặc biệt Nguyễn Nhất Huy 50 năm vẫn nợ cuộc đời, dự kiến tổ chức vào tháng 2 năm 2025. Sắp tới sẽ là hai ca khúc Thương Nhớ Người Dân, Người Về Cứu Phố được thực hiện chương trình riêng. Thì đó là một cái tờ báo ha, và lý do thì cũng giống như những trước, là lý do là tại sao nha, được ca nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy mời idol ca sĩ Hồ Văn Cường hát ha, và trong chương trình, bởi vì anh phát hiện ra Cường đã hát rất nhiều bài và được theo cái lối mộc mạc và rất là hay và ngọt ngào, và theo cái sự được khán giả ha, các bạn trẻ sinh viên rất là đón nhận Người Thầy, Còn Mãi Lời Ru, thì do đó nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã chia sẻ ha, đã chia sẻ là lý do mời Hồ Văn Cường làm mới lại những cái bài hát ha, làm mới là, và cái bộ Người Thầy cũng được xuất hiện trong ca khúc trong sách giáo khoa và được dạy trong cái chương trình chính khóa, nên nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cũng rất vui vì được cái thông điệp gửi đến khán giả tình Người Thầy ha. Người Thầy diễn ra 8 tháng 6 tại Đà Lạt, một bài hát rất hay và có ý nghĩa được đưa vào sách giáo khoa, và con Cường cũng là người đã thành công thể hiện bài hát Người Thầy ở cái trường đại học Hoa Sen, dành tặng riêng cho những người thầy cô của mình ha, và được sự ủng hộ của khán giả, đặc biệt là các bạn sinh viên và khán giả yêu mến tiếng hát của Hồ Văn Cường và đại gia đình ha. Thì rất là Cường hát bài này Người Thầy rất là hay. Ngoài những cái bài đó thì theo chia sẻ thì còn nhiều rất bài, Còn Mãi Lời Ru, Thương Nhớ Người Dân, Ngoại Đứng Dáng Lưng Còng, Ngoại Đứng Dáng Lưng Công, Lưng Công đó, thì Mây Chiều, và những bài hát nào mới nào thì nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy sẽ viết cho Cường riêng ha, mình không chờ và đón đợi. Thì đó là những cái tờ báo
viết về những ca khúc mà Cường sắp thể hiện thời báo VTV, đài truyền hình Việt Nam, tờ báo rất là nổi tiếng ha. Rồi đây thì đó là những cái thông tin về và tiếp tục cả nhà ơi, thì vào trang Hồ Văn Cường fanpage thì Hương sẽ vào trang Hồ Văn Cường fanpage có cái gì không anh ha, thì Hồ Văn Cường fanpage thì mình xem coi có cái gì không nha cả nhà. Hồ Văn Cường fanpage thì cũng là hai ngày cách đây, thì hai ngày cách đây thì vẫn là cái bài mới nhất là đi show ha. Cả nhà đi thật đông để ủng hộ son con, và trang vẫn là 17.000 người theo dõi và 4 lượt và bài mới nhất đó ha, là cả nhà ủng hộ show của con. Và trên cái trang này thì con Cường cũng để lại là cái link ha, cái link hai bài báo mới mà Hương vừa mới đọc cho cả nhà nghe đó, thì cũng giới thiệu cho mọi người. Đó là trang fanpage và trang tiếp tục vào cái trang Hồ Văn Cường YouTube Official, thì cả nhà vẫn nhớ là tiếp tục nghe nhạc trên kênh của con ha, để Hương vẫn nói là kênh của con để mà cho có tương tác cả nhà ha, cho có nhiều cái sự tương tác. Hồ Văn Cường vẫn là 167.000 người đăng ký, và hiện hôm nay là bài liên khúc nhạc Hoa lời Việt Nguyễn Minh Cường và Hồ Văn Cường thì 213.000 lượt view, thì cũng đã tăng lên, hôm qua Hương nói là 207 thì cũng tăng lên 6.000 lượt view. Hiện giờ là 213.000 lượt view hai tuần cách đây, thì cả nhà nhớ nghe nhạc và vào trang nhà của con nghe nhạc ha, và cùng hóng chờ chuẩn bị đi show ha. Và đây là trang nhà Hồ Văn Cường, YouTube Hồ Văn Cường. Trong lúc chờ đợi thì mình nhớ nghe nhạc của con Cường, đi đâu cũng vậy thì nhớ ghé qua nhà ha, ủng hộ để mà kênh nó được tương tác ha. Không có đăng video thì mà không ai vào thì để cho kiếm nhạc Hương góp nhạc từng chiếc view để bài hát nào được triệu view ha. Thì xin cảm ơn cả nhà thật nhiều, và Hương sẽ dừng cái video này tại đây. Tiếp tục sẽ nói vào tiếp theo, còn có những cái thông tin nữa thì nhưng mà để tối Hương về có thời gian thì Hương rảnh ha, Hương sẽ làm tiếp tục những cái video. Giờ tạm biệt cả nhà tại đây, Hương phải đi làm đây, và video cũng đã dài hạn rồi, Hương sẽ dừng. Còn nhiều thông tin mà cũng muốn chia sẻ thôi, để lại hôm nào Hương làm video mới. Cảm ơn cả nhà thật nhiều, và xin để lại cho Hương những cái ngón tay đẹp và lời bình luận tốt đẹp ha, để Hương có động lực, những lời bình luận tích cực để Hương có động lực làm tiếp thêm những cái video tiếp theo để lan tỏa yêu thương cho con Cường. Xin chào tạm biệt cả nhà.